chào các bạn, là Thảo Đực. Hôm nay mình sẽ trở lại với video review quyển sách có tên là Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ của tác giả Đàm Hà Phú. Đây là quyển tái bản lại tổng hợp từ hai cuốn trước đây của bác Đàm Hà Phú, đó là cuốn Chuyện nhỏ Sài Gòn và Sài Gòn bao nhớ. Mình đã có một bài review chi tiết về quyển sách này trên Goodreads và fanpage sách Anh Hai. Ở video này mình sẽ đưa ra 5 lý do để bạn có thể thử đọc quyển sách này. Lý do thứ nhất đó là nếu như bạn là fan của những quyển sách về tản văn, truyện ngắn thì bạn có thể đọc thử quyển sách này, bởi vì đây là tuyển tập những câu chuyện rất là nhỏ nhặt và giản dị. Ngoài những câu chuyện ở Sài Gòn thì còn có những câu chuyện ở vùng sông nước miền Tây. Đọc đến những chuyện ở miền Tây thì các bạn sẽ thấy hình bóng của cô Nguyễn Ngọc Tư đâu đây, giống như là đây là một phiên bản nam của cô Nguyễn Ngọc Tư vậy đó. Lý do thứ hai để đọc quyển sách này là quyển sách này dành cho những bạn mà sống thiên về tình cảm, cảm xúc hơn là lý trí. Trong những câu chuyện của quyển sách này thì tác giả sẽ nói về tình nghĩa giữa người với người, giữa những người trong gia đình, những người mà chúng ta chưa hề quen biết, như tình làng nghĩa xóm. Đặc biệt có một đoạn về tình nghĩa vợ chồng mà mình rất là thích. Lý do thứ ba để các bạn có thể thử đọc quyển sách này đó là tác giả sẽ gợi lại cho chúng ta những ký ức, những kỷ niệm. Đối với cá nhân mình là câu chuyện về ăn cơm tháng hoặc đi học, câu chuyện về lúc đi chạy bè làm phục vụ đám cưới, hoặc là những buổi tối lê la ăn hủ tiếu gõ, buổi sáng thì ăn bánh mì xíu mại hay là cơm sườn. Mình tin là những câu chuyện nhỏ này bất kể ai cũng sẽ bắt gặp được mình ở trong đó. Lý do thứ tư để đọc quyển sách này đó là giọng văn của tác giả rất là hài hước và dí dỏm, điển hình như cái đoạn văn sau đây. Nếu bạn không thích Sài Gòn, bạn có thể vất vả khi đọc theo đoạn văn trên, vậy thì kệ bạn chứ. Còn nếu bạn thích thì tất cả là Sài Gòn, của Sài Gòn. Tôi yêu những điều đó, vụn vặt và rối nùi, hỗn tạp và đậm đặc như một thứ không khí chợ, kiểu chợ trời đó, nhưng mà thơm, thơm mùi người. Lý do thứ năm để đọc quyển sách này đó chính là thời điểm. Mình tin là sẽ không có thời điểm nào phù hợp hơn để đọc một quyển sách về Sài Gòn trong những ngày này. Tuy nhiên, trải nghiệm cá nhân của mình khi mình đọc xong quyển sách này thì Sài Gòn vẫn chưa khỏe lại, cho nên mình có cảm giác rất là buồn. Mình hy vọng là các bạn sau khi xem video này sẽ tìm đọc quyển sách này, lúc đó thì Sài Gòn đã khỏe lại, để cho các bạn có được những trải nghiệm và cảm xúc vui vẻ hơn khi đọc quyển sách này. Trong tháng 7 này mình còn 3 quyển sách khác nữa mà mình đánh giá là rất hay, thì các bạn nhớ xem video tiếp theo để đón xem quyển sách đó là quyển sách nào hết. Bye bye.